Phùng Ngọc Huy tha thiết khẩn cầu, nếu Huy cũng mất đi phương tiện kiếm sống thì sau này bé La Vi sẽ như thế nào? Cách đây ít phút, nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy, bạn trai cũ của diễn viên Mai Phương, là cha đẻ của bé La Vi chính thức gửi một tâm thư trên trang cá nhân. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ giải bày câu chuyện liên quan tới Mai Phương sau khi bị cộng đồng mạng chỉ trích và tấn công dữ dội. Phùng Ngọc Huy cho biết anh lên tiếng không phải cho mình mà cho sức khỏe Mai Phương và cuộc sống của bé La Vi. Nam ca sĩ thừa nhận có lỗi khi không lo lắng được cho mẹ con Mai Phương, tuy nhiên anh khẳng định mình không hề bỏ bê bạn gái cũ và con gái ruột. Huy ở bên Phương trong giây phút vượt cạn cùng tổ chức sinh nhật lần đầu tiên cho con, mặc dù khi đó Huy và Phương đã không đủ duyên nợ để đi tiếp cùng nhau, nhưng cả hai đều mong muốn giữ mối quan hệ thật tốt vì La Vi. Sau khi Huy sang Mỹ định cư lúc La Vi lên 2 tuổi, Huy và Phương vẫn là người bạn tốt của nhau, vẫn giữ liên lạc thường xuyên, vẫn FaceTime để La Vi không quên mặt ba. Phương cũng hiểu tình hình của Huy nên không đòi hỏi chu cấp, nhưng thỉnh thoảng Huy vẫn gửi quà và hỗ trợ một phần nhỏ để lo cho bé La Vi, Phùng Ngọc Huy viết. Nam ca sĩ bày tỏ, Huy rất rất muốn bay về ngay với Phương và La Vi, Huy ước mình có thể làm được điều đó. Dù chưa về Việt Nam, vì những lý do bất khả kháng, Phùng Ngọc Huy cho biết anh liên lạc với Mai Phương mỗi ngày để động viên bạn gái cũ, cũng như cập nhật tình hình sức khỏe của cô. Nam ca sĩ cũng kêu gọi cộng đồng mạng ngừng việc tấn công tới anh và gia đình. Các bạn ơi, Huy cần phải kiếm sống để còn có khả năng hỗ trợ cho mẹ con Phương. Chẳng những trong lúc này mà còn tương lai của bé, nếu Phương mang bệnh còn Huy cũng mất đi phương tiện kiếm sống thì sau này bé La Vi sẽ như thế nào? Kết thúc tâm thư Phùng Ngọc Huy viết, hiện giờ bệnh của Phương đã được chẩn đoán ở giai đoạn 2 và hợp thuốc. Xin giúp Huy cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến cho Phương. Lời an ủi của Phùng Ngọc Huy đã nhận được những an ủi động viên từ các đồng nghiệp, showbiz như nghệ sĩ Hữu Lộc, ca sĩ Nhật Kim Anh, ca sĩ Phương Anh Idol.